Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sốc, Hồ Gia Hùng, nhóm HKT thừa nhận sử dụng chất cấm, bất ngờ đề cập đến Hoài Linh, Trấn Thành. Không chỉ tố TT, HKT và Nhật Kim Anh có tình cảm với nhau, Hồ Gia Hùng còn nhắc đến rất nhiều mặt trái trong showbiz Việt. Vào tối ngày 27 tháng 7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip livestream của ca sĩ Hồ Gia Hùng, cựu thành viên nhóm HKT. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Hồ Gia Hùng không tố TT đang hẹn hò yêu đương với Nhật Kim Anh. Không những thế, anh còn nhắc đến nhiều vấn đề đang tồn tại trong giới showbiz. Theo lời của nam ca sĩ này, có rất nhiều chuyện thiếu công bằng tồn tại trong giới. Thậm chí có rất nhiều nghệ sĩ có cuộc sống rất chơi bời, sử dụng chất kích thích, chất cấm nhưng không dám thừa nhận. Hồ Gia Hùng tuyên bố: đến nay trong nghề tôi chỉ lẻ hai người, đó là chú Linh và Trấn Thành. Vì quá tài và quá giỏi nên tôi không thể không để được. Còn tất tần tật dùng tiền hoặc mối quan hệ để nổi lên. Xin lỗi các bạn, nhưng tôi đã từng là một người sử dụng chất cấm đó, nhưng tôi không phủ nhận. Chứ không phải những dân đã và đang chơi nhưng hỏi bảo không chơi bất cứ gì, không biết gì. Không những thế, Hồ Gia Hùng còn thản nhiên công khai tên của một danh tài rất nổi tiếng có sử dụng chất cấm. Điều này khiến dân tình khá hoang mang kèm bức xúc. Tuy nhiên, theo như các chia sẻ và hành động bất thường của Hồ Gia Hùng trong đoạn livestream thì nhiều người cho rằng anh đang trong trạng thái tâm lý bất bình thường và khuyên anh nên xóa clip ngay. Tuy nhiên, Hồ Gia Hùng khẳng định mình không say, không ngáo và cũng không xóa livestream. Tôi đã từng thành công, từng suy sụp và thất bại rất nhiều lần rồi, cho tới ngày hôm nay. Tôi không sợ bất cứ ai cả, ai, đại, anh trùm gì cả. Cho tới hôm nay, tôi chưa bao giờ sống sai với bất cứ ai, Hồ Chí Hùng khẳng định. Được biết, cuộc sống hiện tại của Hồ Gia Hùng đang gặp khá nhiều khó khăn. Bố của anh mới bị tai biến, liệt nửa người, vẫn phải nằm viện điều trị. Trong suốt thời gian qua, anh phải cố gắng rất nhiều để có tiền chữa bệnh cho bố mình. Đúng, bây giờ anh khác người rồi, nhưng bổn phận của anh vẫn lo được cho ba anh. Ba anh bị tai biến, liệt nửa người và hiện tại ba anh đang ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Tới hôm nay là anh vẫn cố gắng đi làm và mua một chiếc xe để có xe đi xuống thăm ba anh. Nói chung tất cả mọi người không hiểu được cuộc sống của gia đình Hùng đâu. Tính cách Hùng sống đến ngày nay tại sao lại như vậy, không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nhiều khi mình đi này đi kia, ai cũng nghĩ tôi là một thằng sung sướng này kia, nhưng bên trong mọi người có biết tôi đang phải gánh vác một cái gì đó nặng nề lắm không? Nhắc đến người bố đang bệnh nặng của mình, Hồ Gia Hùng không kìm được nước mắt và bật khóc ngay trong livestream. Về chuyện của Nhật Kim Anh và TT, theo như Thị Bình, Tiếng Sét Trong Mưa chia sẻ, Gia Hùng đang muốn dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi. Anh ta từng là thành viên của nhóm HKT, nhưng vì ham chơi nên đã bị loại ra khỏi nhóm nhạc từ rất lâu. Tôi đã nhận đỡ đầu cho TT nên việc nâng đỡ em kể từ khi về công ty là điều trong giới ai cũng biết. Tôi cũng chia sẻ TT và vợ cũ của em ấy đã chia tay từ lâu và chuyện của hai người đó không liên quan gì tới tôi. Rất mong mọi người hãy đón nhận thông tin có chọn lọc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.